Xin chào mọi người, tiếp tục với video Vũ Canh Kỷ. Trong phần trước, Vũ Canh đã có một màn giao thủ nhẹ với Thiền, kết quả là bị ăn hành ngập mồm. Tại Thiền Chi Mộ, Thần Nhãn từ đầu tới cuối vẫn chứng kiến trận chiến, hắn không ngờ rằng sức mạnh của Thiền vẫn không suy giảm chút nào, không hổ là vị thần thiện chiến nhất trong đám cựu thần. Thái Cực và Lưu Nguyệt đi tới, nhiệm vụ mà Thần Nhãn giao cho đã làm xong xuôi. Thần Nhãn hứa sẽ ghi công cho hai người và thưởng phần thưởng xứng đáng. Tới đây thì mục đích thực sự của lão cũng bại lộ. Lão tỏ vẻ đắc ý và đang chuẩn bị dùng thi thể của A-Lam để làm gì đó. Về phần Vũ Canh, vào thời khắc tới ngưỡng cửa cái chết, nội tâm của cậu dâng lên một ý chí cương quyết. Ý chí này thúc đẩy tăng trưởng sức mạnh, hơn nữa còn giúp cậu nhiều lần từ cõi chết trở về. Đây có lẽ là bản năng, tuy bản thân là đời sau của thần tộc và nhân loại, nhưng thần lực của cậu so ra với thần tộc hiện nay còn mạnh hơn. Thậm chí sức mạnh đó còn ép cho Thiên phải lùi lại, và hiển nhiên là hắn cũng nhận định cỗ thần lực này còn mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Tuy nhiên Thiên vẫn không hề nao núng, hắn lập tức dùng vô sắc giới thần lực để hóa giải. Nhìn vào Vũ Canh, hắn nhớ lại những lời mà Tâm Nguyệt Quỷ đã nói về người được vận mệnh chọn lựa. Năm đó sau khi Trụ Vương nổi dậy, Tâm Nguyệt Quỷ đã tới gặp Thiên nhắc nhở rằng hãy cảnh giác loài người. Bà ta dùng không thức giới thần lực cảm nhận được một ngày nào đó thần quyền sẽ kết thúc bởi tay nhân loại. Cái đó không phải là Trụ Vương, ông ta đã chết, nhưng lời tiên đoán vẫn có kết quả như cũ. Chỉ là Tâm Nguyệt Quỷ không có đủ khả năng để đoán được người ấy là ai. Nghe những lời này, Thiên vẫn thản nhiên, hắn cũng cho rằng như vậy là quá dễ dàng rồi. Thử lại lần nữa thì không cần, hắn tới trung thổ giết chết Trụ Vương chỉ là hứng thú, cũng không phải xuất phát từ nỗi sợ hãi. Đã vài năm hắn chưa từng gặp được đối thủ có thể khiêu chiến rồi, nếu người trong vận mệnh xuất hiện, hắn sẽ tự tay đập tan tên kia. Cuối cùng thì cũng đã có đáp án, trong cuộc đời Thiên đã từng đánh bại biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thứ, nay chỉ còn duy nhất một thứ được gọi là vận mệnh. Hắn đã chờ đợi lâu rồi, giờ cũng đến lúc nghiền nát cậu ra. Thiên lần nữa cầm lấy huyết mâu, thanh trường mâu này tản ra sức mạnh không hề tầm thường, khiến cho Vũ Canh cũng cảm thấy chấn động. Thiên ném ra huyết mâu thế không thể cản, hướng tới Vũ Canh, đi cùng đó là bóng hình của các ma tướng cựu thần Xì Vư xuất hiện. Khi thế khủng bố khiến toái long giáp trên người Vũ Canh được lấy từ dưới biển Thiên Nhai Hải Sắc cũng lạnh giống như đang sợ hãi. Cách duy nhất lúc này đó chính là phải gia tăng thần lực gia trì. Tuy nhiên vô sắc giới thần lực sau khi chạm trán phải huyết mâu cũng bị xuyên thủng. Thân thể cứ như vậy bị một thương đánh bay ra xa, coi bộ nam chính bị trọng thương rất nặng. Cuối cùng Vũ Canh cũng cùng với Thiên giao thủ chính diện, cho dù cậu đã đột phá cực hạn, bộc phát thần lực mạnh nhất trong đời cũng không thể so sánh được sức mạnh tối cao của hắn. Huyết mâu lôi đình nhất kích nghiền nát lá chắn vô sắc giới thần lực của nam chính, khiến cậu khó có thể tế khỏi lại thần lực. Chỉ một thương đã bại, Thiên cũng cảm thấy có chút thất vọng. Chờ dừng ở đó, hắn còn thúc giục cậu đứng lên đánh nhau tiếp. Hắn giơ vũ khí lên tấn công, Bạch Thái thế vậy cũng lao tới định cứu lấy Vũ Canh, nhưng lần này e rằng không thể tiếp tục qua mặt như lần trước được rồi. Nếu chiêu này đâm xuống, e rằng cả hai sẽ phải đi chờ với bố mẹ. Chỉ là cánh tay hắn bất ngờ bị dây xích giữ lại, lực đạo rất lớn khiến cho Thiên cũng phải miễn cưỡng dừng lại một tích tắc. Bạch Thái nhân cơ hội giây phút Thiên bị khống chế đó, thành công cứu ra Vũ Canh. Thì ra người vừa xuất thủ chính là đại tướng của Minh tộc, Tử Vong Nhãn Thần. Gã đến đây để khiêu chiến, nhưng mà Thiên chỉ thuận tay lắc một cái, đã làm cho Tử Vong Nhãn Thần bay ra ngoài. Sau đó các đại tướng Minh tộc khác cũng xuất hiện, bọn họ đồng tâm hiệp lực tấn công. Tuy nhiên, tất cả đều bị một chiêu đánh bại. Những đại tướng khác không tham gia giao chiến thì ở lại trị thương. Lý Tịnh cũng được Mộc Vô Biểu Tình chữa trị. Vũ Canh sau khi được cứu ra đã ngất lịm đi, Bạch Thái vô cùng lo lắng. Thường Bạch Đích Kiểm tìm Tùy Phong Khởi Vũ hỏi thăm tình hình của Nghịch Thiên Nhi Hành. Nàng ta không cảm nhận được linh hồn của Đại Nguyên Soái nữa nên rất hoang mang. Tùy Phong Khởi Vũ cũng không xấu xiếm, vì Nghịch Thiên Nhi Hành đã chết nên linh hồn của anh ta cũng tắt. Thứ duy nhất để lại là mệnh khí của mình giao cho Tùy Phong Khởi Vũ. Nghe tới đây, Thương Bạch Đích Kiểm bàng hoàng không tin vào sự thật. Nghịch Thiên Nhi Hành là chiến sĩ lợi hại nhất Minh tộc. Anh ta nằm xuống cũng đồng nghĩa với việc Minh tộc như rắn mất đầu. Tất cả những người khác nghe thấy tiếng khóc than của Thương Bạch Đích Kiểm cũng buồn bã. Tùy Phong Khởi Vũ không biết suy nghĩ của Đại Nguyên Soái, nàng chỉ có thể suy đoán rằng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, huynh ấy đều muốn mọi người sống tốt. Nhưng hiện tại những chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Nghịch Thiên Nhi Hành không còn ở đây, nếu như vậy thì bọn họ sẽ cùng nhau chiến tử tại nơi này. Đúng lúc này Vũ Canh đột nhiên đứng dậy, cậu lập tức cầm lấy tay Bạch Thái kéo đi. Nơi này rất nguy hiểm, không nên ở lâu. Thì ra nam chính muốn nhân lúc Thiên với đại tướng Minh tộc giao thủ để tẩu thoát. Vũ Canh chạy tới bên Tử Vũ, muốn đỡ thúc thúc dậy rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Biết nam chính muốn bỏ chạy, vô số ánh mắt của Minh tộc liền đột ngột chuyển rời lên thân thể cậu. Nhưng mà cậu vẫn không quan tâm, bây giờ không đi sẽ không còn cơ hội nữa.
cái cục hiện tại chẳng phải quá rõ ràng rồi. Thiên chính là một tên quái vật, căn bản không thể nào đánh lại. Tiếp tục đánh nữa chẳng khác nào là hy sinh vô ích. Tuy nhiên, tất cả các đại tướng cùng chiến sĩ Minh tộc lại khước từ lời đề nghị đó. Thậm chí họ còn chỉ trích Vũ Canh là kẻ đầu cờ. Cảm thấy Minh tộc có thể khởi nghĩa thành công thì tham gia, nhưng vừa nhìn thấy kết cục bất lợi liền chạy trốn. Mục đích Minh tộc đến nơi này không giống với cậu. Tất cả đều vì lật đổ thân quyền mà tới, dù có chết cũng không hối hận. Mặc cho Vũ Canh nói hết lời, bọn họ vẫn cứ ngoan cố ở lại cùng huynh đệ và sinh ra tử. Bởi vì trước đó, từng tộc nhân đã từng lập lời thề quyết chí vứt bỏ sinh mệnh để chiến đấu với kẻ thù. Nói rồi từ vòng nhãn thần lao lên, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu sống chết với huynh đệ. Và tới đây thì tập phim cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé!